could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đời tư bí ẩn của nữ MC gắn bó lâu nhất với đường lên đỉnh Olympia. Dù không còn xuất hiện nhiều trên sóng nhưng MC Tùng Chi đường lên đỉnh Olympia vẫn được người hâm mộ nhớ đến. Suốt 23 năm đường lên đỉnh Olympia lên sóng, rất nhiều gương mặt thay nhau nắm giữ vị trí MC của chương trình, mỗi người một phong cách và mang lại dấu ấn riêng cho khán giả. Tuy nhiên cho đến nay cái tên Tùng Chi vẫn luôn để lại ấn tượng khó phai. Biên tập viên Tùng Chi được biết tới là MC lâu năm nhất của đường lên đỉnh Olympia cho đến hiện tại. Công tác tại VTV đã nhiều năm, Tùng Chi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Có lẽ hình ảnh ghi dấu ấn đậm nét nhất của Tùng Chi trong trái tim khán giả xem đài vẫn là hình ảnh nữ MC duyên dáng và nữ tính trong trang phục áo dài tại đường lên đỉnh Olympia. Cái duyên của Tùng Chi với chương trình đường lên đỉnh Olympia phải nói là rất lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, người đẹp đã đăng ký thử sức tại đài truyền hình Việt Nam với vai trò phóng viên, sau đó say mê với nghề và quyết tâm gắn bó và cống hiến với VTV. Không chỉ dẫn dắt từ mùa 2 cho tới mùa 5 của đường lên đỉnh Olympia, chỉ còn quay trở lại trong các mùa giải 10, 12, 13, 14, 15 và 16. Chẳng sôi nổi, hoạt bát như Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ nhưng dấu ấn mà Tùng Chi để lại là không ai có thể xóa nhòa. Nữ MC tạo dựng được hình ảnh người phụ nữ thép, mang lại sự chắc chắn, tin cậy cho cả thí sinh và khán giả. Tùng Chi cũng là đạo diễn chương trình từ năm 2006 đến nay. Hiện tại, ngoài vai trò MC, tổ chức sản xuất nhiều chương trình phát sóng trên VTV3. Hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng mái nhà chung VTV, Tùng Chi đã kinh qua nhiều vị trí từ MC, biên tập cho tới đạo diễn sản xuất các chương trình. Thời điểm hiện tại, chị trở thành nhân sự cấp cao, được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực thứ hai của VTV3. Trong số những BTV MC lâu đời của VTV, MC Nguyễn Tùng Chi vẫn luôn được xem là nhân vật kính tiếng nhất nhì. Nữ MC hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn, cô cũng chẳng mấy khi xuất hiện trong sự kiện hoặc trên mạng xã hội. Đó là lý do mà những thông tin về chuyện tình cảm hay gia đình của Tùng Chi vẫn mãi là bài toán không có lời giải. Dù không còn xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, Tùng Chi vẫn luôn là cái tên ấn tượng được nhiều người nhắc tới khi nghĩ về một MC kỳ cựu của VTV.